Hôm nay cửa hàng ô tô em Trâm thành phố Hải Dương lên sóng và giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị nhà mình xem một cái mẫu xe máy dầu 7 chỗ. Máy dầu 7 chỗ ngồi tất cả các bác nhá. Các nào đang quan tâm đến 7 chỗ máy dầu thì bên em cũng còn tương đối là nhiều đấy ạ. Everest thì hiện tại đang có 3 chiếc liền nhá. 3 chiếc liền thì đây là một chiếc xe đời 2005, còn những chiếc kia là đời 2008 và đăng ký và 2008 và 2009 nhá. Đấy, đang có 3 chiếc như vậy. 2005 này, 2008 và 2009. Bác nào đang có nhu cầu những cái xe Ford Everest máy dầu thì mời các bác qua bên em. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác luôn nhé. Rất là nhiều. Chiếc này là số sàn một cầu máy dầu. Xe đăng ký là 8 chỗ ngồi. Một chiếc xe rất là rộng rãi, to cao, rộng rãi đúng không ạ? Form dáng cũng tương đối là đẹp. Và giá tiền của chiếc xe này thì bên em hiện tại đang bán là hơn 200 triệu một chút thôi. Cụ thể thì em sẽ ghi vào tiêu đề để các bác mình tiện theo dõi nhé. Chiếc xe biển 15, tên tư nhân chính chủ. Và chiếc này thì các bác nếu mà có nhu cầu sang tên thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác luôn nhá. Rất đơn giản và rất là nhanh gọn thôi. Chiếc xe màu đen. Xe đảm bảo và cam kết cho các bác luôn là xe không có lỗi, không đâm va và không bị ngập nước. Không đâm va, không ngập nước các bác nhá. Các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm về những vấn đề là như vậy. Thân vỏ đẹp, không han mọt. Không han mọt, máy số ngon. Máy số ngon, mọi chức năng hoạt động tốt. Các bác mua về chiếc xe này thì chỉ việc đi thôi. Nội thất cũng rất là sạch đẹp luôn nhá. Đây nội thất của xe đây. Nội thất cũng khá là sạch sẽ, gọn gàng. Các bác xem này. Chiếc xe thì được trang bị hai túi khí an toàn, một túi khí nằm ở vô lăng và một túi khí nữa nằm ở vị trí tắp đô bên phụ đây. Và chiếc xe này thì cũng được trang bị hai dàn điều hòa luôn nhá. Đấy, các bác mình mà đi mùa nắng này thì hai dàn điều hòa rất là quan trọng đúng không ạ? Rất là quan trọng. Một dàn điều hòa thì được làm trên cái phần tắp lô và một dàn điều hòa nữa thì được làm ở trên trần đây, được thổi gió ở trên trần xuống đây. Đây các bác xem này. Đấy, xe đăng ký là 8 chỗ ngồi các bác nhá. Đây một hàng ghế đây. Đây, một hàng ghế nữa đây. Và đây là hàng ghế nữa nằm ở sau đây. Đấy. Phía khoang ở dưới rất rộng rãi luôn này. Hàng ghế thứ ba của dòng xe Ford Everest này rất là rộng nhá. Rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, rộng rãi thoải mái như là những dòng xe như Fortuner. Nếu mà với tầm tiền 200 triệu hơn 200 triệu thì để mà rộng rãi to cao thì em nghĩ là đây là một chiếc xe không có chiếc xe nào mà rộng rãi to cao bằng rồi. Đấy, lốp láp còn tương đối đẹp nhá. Đấy, lốp láp đây. Lốp láp tương đối đẹp luôn. Thân vỏ móng quá nhá. Đấy, thân vỏ móng có kêu loang quang luôn. Đấy, có kêu loang quang luôn này. Đấy, thân vỏ là không có ma tít xung quanh xe là không có ma tít quá nhá. Xe bên em bán thì các bác mình yên tâm là mọi chiếc xe bên em bán đều là xe ngon. Xe thì cam kết bác luôn là xe không có lỗi. Và chuẩn chỉ cả về giấy tờ luôn. Đấy con xe này, thân vỏ rất là đẹp luôn. Rất chắc chắn đúng không ạ? Lốp láp thì còn tương đối không nhá. Bây giờ thì em sẽ quay gần hơn để các bác mình xem chi tiết về cái mẫu xe Ford Everest bên em đang có. Chiếc xe có cái thân vỏ rất là đẹp nhá các bác nhá. Thân vỏ đẹp, điều hòa mát. Xe thì được trang bị một cái bậc bệ lên xuống thôi và cũng đã được dán cái tem nhìn khá là lỗi cho một chiếc xe Ford Everest này. Rồi, các bác xem nhá. Các bác nhu cầu mua dòng xe này thì các bác hãy xem qua video và gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm và các bác kết nối Zalo, Facebook để được xem thêm hình cũng như là một số chi tiết khác nhé. Theo số điện thoại là 0938586307, đó là số điện thoại hotline của bên em, số điện thoại của bên em có nhá, các bác gọi điện bất cứ lúc nào luôn. Đây bây giờ thì em đã quay các bác xem cái phần hình thức của chiếc xe. Đấy, chi tiết cận cảnh luôn để các bác mình ngắm nhá. Đấy, Ford Everest. Xe đăng ký chính chủ luôn, lốp treo. Cái dòng Ford Everest thì đều là lốp treo cả đúng không ạ? Một chiếc xe còn tương đối là chắc chắn nhá, tương đối là chắc chắn và tương đối là liền nạc. Chiếc xe còn tương đối là liền. Đấy, thân vỏ đẹp, tất cả những cái đường chỉ của xe là vẫn còn nguyên zin hết các. Keo chỉ là nguyên zin, nguyên cả xe luôn. Đấy, keo chỉ nguyên cả xe luôn các nhá. Đấy, và thân vỏ thì không bị bám ma tít cho nên là các bác thấy này, rất là căng. Cửa đóng mở nhẹ nhàng. Đấy, thân vỏ của chiếc xe này rất là cao nhá. Cao phải lên đến tầm khoảng 1m8 luôn, 1m8 trên 1m8 luôn, rất là to cao.
Tiếp sẽ quay nội thất và quay gầm máy cho các mình xem nữa. Hiện tại thì em đang quay cái hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài của xe nhá. Đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2020. Còn tương đối đúng không ạ? Còn tương đối là ra. Đấy các bác xem đây. Hình thức của xe đây nhá. Đấy, đèn này thì nó không được sáng lắm vì các bác nhà mình nếu mà muốn nó sáng hơn. Đấy, muốn nó trong sáng hơn thì các bác về đánh đi sẽ sáng hơn, mất chỉ mất khoảng mấy trăm nghìn thôi. Thường thường bên em đánh thì mất 300 nghìn một bộ đèn nó sẽ sáng hơn như mới luôn nhá. Đấy, xe được trang bị đèn gầm nữa rồi. Đấy, đèn gầm màu vàng. Bây giờ thì em sẽ quay đến cái phần nội thất bên trong. Mở hết cửa ra nhá. Mở hết cửa ra thì các bác mình ngắm về nội thất chiếc xe này. Đấy, em mở cửa ra để cho các bác ngắm được chi tiết hơn, sáng rõ hơn. Điều kiện ánh sáng sẽ tốt hơn cho các bác mình ngắm. Đấy. Mở hết cửa ra nhé. Vâng. Đang làm giấy tờ anh. Vâng, đang làm giấy tờ. Vâng. Rồi, ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để các bác mình ngắm về cái nội thất bên trong của dòng xe Ford Everest này nhá. Đấy, các bác xem này, nội thất rất là rộng, rất to cao và rất là rộng rãi luôn. Cái hàng ghế đằng sau đấy, không có, ít có được một chiếc xe nào mà có được cái phần khoang ở dưới mà nó rộng như cái dòng xe Ford Everest này, đúng không ạ? Đấy, trần thì vẫn là trần lý nguyên bản theo xe nhá. Và những cái cửa đó được nằm ở trên trên trần. Đấy, bốn cái lỗ các bác thấy rồi. Bây giờ nhá thì em mời các bác thì mình xem từng bộ phận, từng chi tiết một. Đầu tiên thì em sẽ quay các bác mình xem cái cánh đằng trên của bên lái trước nhá. Cánh đằng trên của bên lái này, đây các bác xem đây. Đấy, keo chỉ là vẫn còn zin hết đây, đúng không ạ? Đấy, keo chỉ là vẫn còn zin nguyên nhá, cả cái tem là vẫn còn nguyên đây. Đấy, tóc đi, tóc nô xe thì còn rất là sáng và còn rất là tươi tắn luôn. Đấy các bác mình ngắm đây này. Đấy. Nội thất màu kem xám các bác nhá. Bốn kính chỉnh điện lên xuống thì rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng luôn. Để quay tương đối là chi tiết để các bác mình ngắm về hình thức nội ngoại thất của chiếc xe Ford Everest này. Bác nào ở trong khu vực miền Nam mà đang có nhu cầu mua dòng xe này thì các bác nắm qua video và gọi điện cho bên em để được tư vấn về thủ tục mua bán, thủ tục vận chuyển nhé, thủ tục sang tên nữa, rút hồ sơ sang tên nữa. Đấy. Bên em thì bán ở trong khu vực miền Nam rất là nhiều. Ngày nào cũng bán 1-2 chiếc vào trong khu vực miền Nam. Cho nên là bác nào mà có nhu cầu mua xe bên em từ Trung và cho đến Nam, bác nào có nhu cầu mua xe bên em thì đều hết sức là đơn giản, hết sức là nhanh gọn thôi các bác nhá. Hiện tại thì em đang quay cái phần vị trí táp lô, vô lăng của chiếc xe. Thì đây các bác thấy này, đây vô lăng của xe này nhá. Ở chỗ này là nó hơi bóng lên đây này. Đấy. Đấy. Vô lăng được tích hợp một túi khí ở giữa và vô lăng này là 4 chấu. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn. Và gương chỉnh điện của xe nhá. Đấy, gương chỉnh điện của xe được nằm ở vị trí này. Đấy, táp lô đây. Nội thất xe khá là sáng, khá là đẹp. Đấy, tần số này, hộp đồ này. Một bộ ghế da màu kem. Và đây là chính là cái phần trần của chiếc xe. Trần vẫn là trần lý nguyên zin. Gọi là nó không được mới cho lắm, nhưng mà các bác về có thể đánh đi, nó sẽ mới hơn. Đấy, đánh trần đi nhá. Và tiếp theo thì đây là một cái cánh đằng sau. Một cái cánh đằng sau của bên phụ đây, ở bên lái đây các bác nhá. Đấy. Keo chỉ nó vẫn còn. Với tầm tiền nhô 200 triệu một chút thôi, các bác mua được chiếc xe này rồi. Đấy, cụ thể giá thì em sẽ ghi về tiêu đề nhá. Các bác mình tiện theo dõi hơn. Nhưng mà em thấy là nhiều bác cũng không nhìn giá ở tiêu đề đâu. Các bác thì mình hãy chú ý giá ở tiêu đề nhá. Đây là cái phần táp ni đây. Đấy. Các bác thấy không ạ? Cái phần đồ nhựa, cái phần nhựa của xe nó còn khá là sáng, đúng không ạ? Đấy, khá là sáng đẹp. Đấy, âm thanh nghe hay. Đấy, vách cửa đây nhá. Đấy, quay chi tiết các bác xem từng bộ phận một, từng chi tiết một luôn. Đấy, hàng ghế đằng sau đây. Đấy, các bác xem nhá. Đấy, các bác thấy này. Cái khoang nội thất của xe rất là rộng. Đấy, hàng ghế dưới rộng rồi, hàng trên rộng rồi, hàng giữa cũng rất là rộng luôn nhá. Đấy, khoảng cách các bác ngồi đây, đầu gối là chỉ đến đây thôi nhá. Đầu gối các bác ngồi là chỉ đến đây thôi. Đấy, còn thì vị trí này rất là dài luôn. Các bác có thể duỗi thẳng chân ra luôn.
duỗi thẳng chân mà vẫn không bị kích đâu. Ở trên cũng không bị kích, ở dưới không bị kích, rất là rộng rãi luôn, đúng không ạ? Đây, cửa đóng rất là chắc chắn. Đèn ở dưới thì rất là sáng luôn như bác nhá. Đèn dưới đây, đèn dưới này còn sáng đẹp. Đèn trên thì nó hơi ố một chút thì theo thời gian năm tháng mà không thể tránh được, đúng không ạ? Còn em quay đây là phần lốc luôn nhá. Đây, cửa của dòng xe này, cái cửa sau của dòng xe này được mở ngang, rất là hay, rất là lạ mắt, đúng không ạ? Đây, ghế này các bác có thể là gập lên gập xuống, rất là đơn giản thôi. Đấy. Ghế này có thể lưng lên như này luôn nhá, có thể lưng lên như này luôn. Đấy, các bác thấy tạo thành một cái khoang rất là rộng, đúng không ạ? Rồi, ok, em sẽ quay tiếp theo cái vị trí bên đây. Đấy, tắp đi đây các bác nhá, tắp đi đây, cánh cửa trên dưới trước sau đây. Mép cánh cửa rồi cái phần nhựa tắp ly của xe đây. Đấy, các bác thấy không, phần nhựa rất là đẹp nhá, phần nhựa của xe rất là đẹp luôn, không hề bị bong chốc hay là sờn rách gì. Đấy, kính của xe được dán màu đen rồi. Đấy, nội thất đây nhá, nội thất của xe tính từ bên phụ đi vào. Đấy, dòng cửa đẹp không nhá, dòng cửa rất đẹp luôn này. Đấy, lòng trong hoàn toàn vẫn là còn sơn zin luôn. Đấy, có cái này thừa ra hơi rách thì rất định được này, đúng không ạ? Cái này các bác có thể rất đi nhá, nó chả có tác dụng gì, đúng không ạ? Em thấy nó không có tác dụng gì, rất là đi cho nó đẹp. Rong khung của xe còn đẹp, còn rất là dẻo dai này. Rong này là rong zin bán theo xe các bác nhá. Đấy, ghế ra đây. Đấy, vách cửa này. Rồi, em sẽ đóng cái cánh cửa này lại. Một cái cánh nữa, một cái cánh cuối cùng mà sẽ giới thiệu các bác mình xem là cái cánh đằng trên. Đây. Các bác hãy ngắm chi tiết về cái mẫu xe Ford Edge này nhá. Một mẫu xe máy dầu rất là kinh tế luôn, giá thành thì cũng hết sức là hợp lý. Chẳng qua là đời nó hơi thấp một chút thôi, chứ còn thì xe thì quá là ok, rất là ok luôn nhá. Một cái chiếc xe rất là lành và siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đúng không ạ? Cái dòng này thì nó cũng đồ đạc thay thế cũng rất là sẵn và rẻ nhá. Thay thế cũng rất là sẵn và rẻ thôi. Các bác nhà mình chắc là cũng đã biết qua về dòng này rồi, đúng không ạ? Đấy, tắp lô đây, em quay các bác xem cái phần tắp lô xe đây nhá. Xe được trang bị có khóa khiển luôn. Có khóa khiển kia nhá, khóa khiển kia nhá, bấm điều khiển từ xa đấy ạ. Vâng, ok, cái phần nội ngoại thất thì em đã quay xong rồi. Bây giờ em quay phần gầm nhá, quay phần gầm và máy luôn. Quay phần gầm và quay phần máy để các bác mình xem luôn nhá. Đây, gầm máy đây, chỉ bấn thôi chứ còn thì gầm rất là đẹp luôn nhá, không bị bị móp méo hay là bị han mọt gì. Gầm rất là khô ráo sạch sẽ. Đấy, cốp sau đóng cũng rất là chắc. Bây giờ em quay đến cái phần gầm bên phụ, gầm bên lái nữa, và quay lên phần khoang máy, phần khoang máy của xe. Khoang máy của xe rất là đẹp luôn. Tí em quay bác xem nhé. Đây, gầm đây. Đấy, bác xem nhé. Bắt đầu quay đến phần khoang máy thì bác mình chú ý đón xem. Máy đây các bác nhá, máy rất là sáng đẹp luôn này. Đây, em quay gần hơn này, đấy các bác xem, thậm chí những con ốc ở đây nó vẫn còn màu mực luôn này. Đấy, vẫn còn màu mực luôn, màu vàng vàng này, màu xanh xanh này. Đấy, khoang máy đây. Đấy, những con ốc của xe nó còn rất là sáng luôn nhá. Đây các bác xem này. Đấy, quan trọng nhất là những cái phần như thế này, đúng không ạ? Máy rất là khô sạch, khô ráo sạch sẽ, và lỗ thì tuy rằng máy dầu nhưng mà lỗ cũng không kêu to đâu, máy lỗ rất là êm. Đấy, khoang máy đây các bác xem này, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Khoang máy được ví như là một cái quả tim của chiếc xe. Thì quả tim nào nó mà khỏe mà ngon thì xe mới vận hành tốt được, đúng không ạ? Vâng, ok, thì video làm tới đây thôi. Hẹn lại các bác vào cái video lần sau. Các bác xem video thì hãy không quên nhấn đăng ký ủng hộ bên em nhé. Và các bác
hãy gọi điện cho bên em. Em đọc số điện thoại là số 0938586307 và địa chỉ xem xe là tại số 507 Lê Thanh Nghị. Các bác rẽ vào trong cái đường Nguyễn Thừa Trung để sẽ tới ngay bãi xe bên em. Đây, đường Lê Thanh Nghị nằm ngoài kia nhá, các bác rẽ vào đây. Bãi xe bên em nằm bên cạnh bể bơi Hà Hải và nằm cạnh gà 123 nhá. Đây là ở giữa luôn. Ở bên em thì rất là nhiều xe để các bác mình đến xem và lựa chọn. Đấy, rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều dòng với tầm tiền từ 100 triệu trở lên. Rất là nhiều, các bác hãy nhấn vào cái kênh và nhấn một lần nữa lần thông báo chuông để theo dõi, để cập nhật những mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng nhá. Ok. Và video em kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Cảm ơn ạ.